Chào quý vị và các bạn, thì hôm nay em có về được một con Amli Anh Quốc rất là đặc biệt quý vị, dòng Roger Raswell Book. Thì đây là một trong những cái model đời đầu của hãng quý vị, cho nên là nó được trau chuốt và những cái thiết kế rất là tỉ mỉ. Các cái linh kiện bên trong thì nó sử dụng cái dòng Roger, đặc biệt cái dòng Roger này quý vị, hầu như là tất cả những cái model của nó là sử dụng toàn những cái linh kiện xịn sò hết nha. Nó không có lắp lẫn những cái mô linh kiện nào khác hết đó. Hầu như là toàn linh kiện xịn sò đó. Con này là xuất âm biến thế đảo pha, xuất âm biến thế đảo pha quý vị. Hôm nay em về eBay về một con tuyệt đẹp nha quý vị, mặt mũi ruột gan quý vị xem, rất là đẹp đó. Này là vệ sinh gan này ha, con này quá đẹp quý vị, quá gỗ zin luôn ha đó, tuyệt vời vô cùng. Bây giờ em quay xung quanh cái em sẽ quay bên trong nội thất quý vị nha. Vào gỗ zin đây, trợ kháng 8 tới 16 ohm, vào gỗ zin giá trị nha quý vị, lên lên anh lên nha quý vị, ra xem book ct đó. Thì các nó vào đây quý vị, tab trên đít là đi thang ha, đi thang thì chúng ta có thể chọn được mấy cái nút này quý vị ha, khi hát chúng ta nhấn vào chọn cái chế độ đó, giống như MMMC gì đó quý vị ha. Bên đây là cái cầu chuyển điện nha quý vị, chúng ta có thể sử dụng điện 220, 240 hay là 110, 120 tùy ý ha, tùy vào dàn đồ của chúng ta. Rồi bây giờ em sẽ tháo bên trong để quý vị và các bạn chiêm ngưỡng cái nội thất bên trong ha. Hiện giờ mấy con này giá nó quá tốt quý vị, thời điểm này mà quý vị không chơi thì không còn thời điểm nào để chơi nó. Những con này thì quý vị nhớ lúc trước bán toàn 12 triệu ha, 12 triệu, 11 triệu ha, bán không đủ mà bán luôn đó. Nhưng mà thời điểm này giá đã xuống rồi, nói chung thì giá đã sụt rồi đó. Và những con này thì hiện giờ nó đã rất ít xuất hiện rồi quý vị ha, nó đã rất hiếm rồi. Thì con này là chuẩn 4 sao S zin ha quý vị ha. Thì những đời này nó nhiều, đôi khi nó cũng có một số con nó đánh những đời sò khác nữa quý vị đó, nhưng mà con này là 4 sò S ha, quý vị thấy là ruột gan nội thất của nó là quý vị ha, đó 7 màu đẹp như vậy đó. Đó rồi bây giờ em bên này thì cái súng pin để đâu, cái để đâu có tiêu người ta dặn tay giống như vậy ha, dặn hơi lâu tí xíu, hồi xưa cũng dặn tay không bây giờ thôi. Mấy con này thì quý vị ghép với những dòng loa cổ của Anh Quốc, của châu Âu quý vị, hay là những dòng loa Mỹ đánh điều hay hết ha. Xuất âm biến thế đảo pha cho cái chất âm sạch sẽ, ngọt ngào. Đó, nó mềm, nó dẻo giống như đàn quý vị nha, rất là hay, nhưng mà công suất nó sẽ khỏe hơn những con đàn đánh tiếng bass, nó sẽ mềm, nó sâu hơn. Đó, rất là hay. Dòng này thì quý vị có thể ghép với những con như Wack Fedan đúp 70, đúp 90 đó. Mấy con đó thì công và những con Diphtong 15, 25 đó, 44, 66. Những đôi loa đó quý vị đánh những con Amply công suất càng lớn, loa nó càng nhồi, tiếng nó càng ồn đó, công suất nó cần những cái công suất vừa vừa thôi, vừa nhỏ thôi, tiếng nó càng hay. Còn quý vị đánh những công suất lớn thì té ra những cái đó nó sẽ ồn quý vị đó. Và những đô la đó thì anh em nào mà tín đồ nghe tiếng bass lực thì không phải là không nên lựa chọn những đô la đó nha quý vị đó. Dòng đó thì là chất của nó là chất mềm, sâu, trung âm, cao, trung ba phần trung âm và phần cao, nó rất là sạch sẽ, nó trong trẻo và nó chi tiết nha. Còn anh em mà thích nghe bass lực, bass đánh bạo lực thì không nên chọn những dòng đó đó. Anh em thích nghe nhạc vàng, tiếng bass mềm, sâu, phần trung âm mà nó dẻo, nó mệt, nó chi tiết, nó sạch sẽ đó, giống như đàn thì anh em chọn những cái đô la đó, Wackfordan hay Diphtong, Wackfordan những dòng cổ nha quý vị. Còn những dòng sau này thì tiếng bass nó vẫn lực đó. Có nhiều các chú các bác thì lớn tuổi không thích nghe những dòng mà bass nhiều, những dòng Wackfordan sau này thích nghe những dòng cổ hơn vì cái tiếng nó rất là dễ nghe đó. Một bên xong.
tháo bên này nữa quý vị, tháo lò qua quý vị thấy đây tầng phô đây ha, và tụ màu đỏ của nó là ba cái tụ đỏ 5 sọ S ha, họ sọ S chuẩn hai biến thế đậu hai biến thế xuất âm biến thế đậu pha. Dòng này thì quá nổi tiếng rồi, thì còn ốc sao mà nó khó tháo vậy ta. Cứng vậy, đổ mồ hôi à. Rồi đây quý vị, đó, vỏ nó đó, bên trong 7 màu hết Roger ha. Quý vị thấy là tất cả các cái linh kiện xin sò hết nha quý vị đó. Và nè, tụ nè, tụ nguồn cũng như là tụ xuất âm đó, tuyệt vời hết quý vị ha, zin hết, sò S chuẩn hết đó, tuyệt vời, quá tuyệt vời rồi. Và con này thì giá hôm nay giá rất tốt quý vị, để sở hữu thời điểm này, quý vị không sở hữu thì không còn thời điểm nào nữa, giá chỉ có 9.800.000 thôi. Em bao ship toàn quốc tặng quý vị một bộ dây dắt nói chung cũng xịn xịn đó, thì về chỉ việc cắm vào dụng thôi. Dây thì em gắn cái dây cổ luôn ha, dây sản xuất 1975, dây xịn luôn quý vị, dây xịn của Nhật, sản xuất 1975, dây cổ luôn á. Còn dắt thì hai cái đầu dắt loa là dắt mới ha, còn cái dắt tín hiệu AV là dắt 7 đó. Rồi em xin kết thúc video tại đây, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, xin cảm ơn.